Đến đây lắm cỏ rừng ngon, chân nuôi gia súc vạn đàn vẫn no. Đến đây lập trại nuôi bò, chân nuôi gia súc giàu to mới hồn. Quá khứ lẫy lừng từ một vùng đất hứa bỗng chốc biến đổi. Bò này nó ống nhôm là ăn thoát này. Đi tụi em đi thiệt xa mà nó không có gì anh luôn mà. Đi một lần tới mười mấy hai cây số bây giờ. Mình đi cũng chết được trong cái bò. Mâu thuẫn. Bà nhà ai vậy? Lâm lại chúng ta ngồi vô đâu? Xung đột. Nhiều hộ cũng chết vì tông bò chết ở ngay cái số 20. Khủng hoảng. Không phải mà đem cái tiền giờ làm cũng đường cho láng là gọi là nông thôn mới đâu. Phát triển trong dân, bà con nó qua được cái gánh nặng, không có khổ nữa mới làm nông thôn mới. Đón xem Theo dấu đàn bò phát sóng 21:30 thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023, kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam.